Go live. Go live. Come on. Who is this? Are you on live? Are you on live? Yeah, đúng rồi. Are you not? Đây bảo mẫu mới của Thiên Từ à. Cả nhà khỏe không? Thiên Từ đang bú sữa và chuẩn bị đi ngủ rồi. Bên đây là mấy giờ mọi người? 8 giờ rồi hả? 7 giờ chiều. 7 giờ chiều rồi. Cho mọi người thấy Thiên Từ thôi. Dạ đúng rồi đó. Lật qua. Từ từ thôi con. Uống nhẹ nhẹ, đừng có chổng kèo. À. Nó bị sặc. Nó bú nhanh lắm. Ấy của con đâu? Nắp kinh của con đâu rồi? Con của con đâu? Buồn ngủ hả con? Buồn ngủ rồi. Chết rồi, cả ngày chờ rồi. Mà chờ rồi. Thiên Từ ơi, buồn ngủ không? Thiên Từ, con phải dậy livestream mà. Con nói chuyện hai câu ăn ngủ. Thiên Từ. Thiên Từ ơi. Thiên Từ bú rồi. Con đang phê mà chưa con nấu. Thiên Từ ngủ à? Dậy đi con. Thiên Từ mới đi rửa tội về và Thiên Từ được mọi người chăm sóc rất kỹ. Và hiện tại thì Thiên Từ chuẩn bị ngủ rồi, tiếc quá cả nhà ơi. Hello. Chào mọi người. Bây giờ là Thiên Từ, nhiều người hỏi là Thiên Từ lặng bao nhiêu ký? Thiên Từ lặng 10 nặng 14 theo là bao nhiêu ký? 7 ký. 7 ký. 6 ký mấy rồi? 7 ký. Hả? 7 ký rồi. Chiều cao là 14 inch là bao nhiêu? Mình tính Việt Nam là bao nhiêu? 42. 42 cm hả? Rồi, đó. Mà bây giờ em đã ngủ rồi, cho nên lần này mình livestream ít thôi nha. Rồi. Mệt quá rồi cả ngày. Thôi, cố chút xíu thôi. Cố dạo vòng thôi. Cho thấy khách thôi. Thiên Từ ngủ rồi cả nhà ơi. Gần vậy em. Rồi. Đâu hết rồi. Bây giờ ai vậy? Ồ, Đăng Ngọc kìa. Mà chào đi. Chào ai chào đi. Chào hả? Rồi cả nhà ơi, lần sau hẹn gặp lại nhé. Bây giờ Thiên Từ đi ngủ rồi. Ủa, cái này hình của ai vậy? Ai đang ai này vậy? Không, phải lật mới thấy được cái comment phải không? Rồi, không muốn nói chuyện với ba trường. Muốn nói chuyện với Thiên Từ. Sao kỳ vậy? Thiên Từ đang bú. Rồi, nói chuyện với Thiên Từ không được. Đúng rồi, Thiên Từ cả một ngày trời rồi. Cho nên Thiên Từ bây giờ đang bú xong rồi sẽ đi ngủ. Anh boy ơi đi hát. Rủ Thiên Từ đi. À.
nhà giờ, thờ có hát vừa rồi. Chờ Thiên Từ lớn lên đi rồi mới rủ Thiên Từ đi gặp các dì nha. Chờ Thiên Từ mau lớn về Việt Nam gặp các dì nha. À, lần ra nữa. Đây là lần livestream đầu tiên nhưng mà chưa gì Thiên Từ ngủ rồi. Tôi lấy nhờ Thiên Từ dậy nhưng mà nồi đó, bún nữa. Dài, cho nhìn mặt Thiên Từ thôi nè. Nhìn mặt Thiên Từ nè. Hôm nay mặc áo Thiên Từ ơi, Thiên Từ mở mắt chào chào đi. Con chào đi. Thiên Từ. Mở rồi. Chào các dì đi Thiên Từ ơi. Ngoan đi con, dậy đi. Dậy. Thôi cho ngủ đi. Dậy đi con, chào. Chào cái đi, nhanh lên. Chào các cô, các dì, con đi ngủ nha. Chào cả nhà, hẹn gặp lại sau nha. Đấy, nó phải nó trêu người. Trêu người không này? Nè. Ê. Ê. Chào. Ào. Thiên Từ ơi. Thiên Từ à. Hôm nay Thiên Từ giữ gìn bao nhiêu lâu rồi? Thiên Từ hôm nay qua mặt Thiên Từ một cái á. Thiên Từ ngủ rồi. Chào Thắng nha, chào Giang Ngọc Anh nha, chào Ngọc Bích. Chào Trung Nguyên, Giang Ngọc Anh, Nguyễn Thu Trang, Thanh Tuyền, Thuyền Con, nè, không? Nguyễn, Cốc Bò, Ly Dông Hải, An Thủy, Alice. Có nhớ không? Hồi lúc em bé mới. Cưng tới kìa, Cưng. Mom, what's his name? Cưng kìa. What's his name? Matis. Matis. What's his name? Yeah, his name Matis. Nè, giới thiệu photographer của Thiên Từ. He's been so soft. Người chụp hình cho Thiên Từ kìa. Chào Lê, chào con, chào Nghi. Ừ. Chào Lê Thị Diệu Hương. Em ngủ rồi. Chào Quỳnh Bo. Em ngủ rồi. Chào Quyên. Chào Trần Hà Thu. À, con đừng. Baby sick. Có đừng làm vậy. No, he's not sick. Nó mới có đợi trong bé à? No, nó nói maybe ngủ, xíu là ngủ mà. À, là bệnh mà. À, nó sợ đầu á, xong nó nói bé đi. Không, Thiên Từ cũng bệnh. Mình nói là đang có bệnh. Thiên Từ mình ngủ rồi. Ngủ rồi nè. À đi à. Chết rồi. Chết rồi. Đánh lừa mình rồi. Thôi đi ngủ đi, cho ngủ đi. Mẹ à, đi ngủ đi. Ngủ mẹ chào. Kỳ quá mẹ ha. Rồi chào cả nhà nha. Lần sau hẹn gặp này. Ngủ nha. Đi. Kelly, nàng chúa chị ra đây. Nàng chúa chị ra đây. Em đang ngủ. Đúng rồi. Hôn em đi. Rồi. Nàng sợ em rồi. Chụp hình nè, chụp hình với chúa chị nha. Chụp hình với chúa chị. Camera mẹ nào ấy. Gentle. Okay. Georgie. Dạ em biết, em đâu, em đâu. Không tưởng nhà người ta có làm gì cũng vậy à. Nhìn nè. Có làm gì cũng vậy. Hi baby. Làm gì cũng nằm à. Baby. Làm gì cũng nằm à. Say hi, chào em, chào hai em. Chào Hiển Bo. Chào George. Chào Hermes. Georgie. Chào Ngân Trường.
So cute. You're live, actually. Yeah. Too bad it's on there already. If you go home, you watch it. Yeah. Yeah. Chào Ngọc Hằng. Chào Hà Mai. Where's your girlfriend and your kids? They have another party and there's more kids there. No, then you should go and join them. It's okay, I'll hang out with you guys a little bit. Yeah, I feel bad for you guys. I feel bad. Bye bye, các cô các chị con đi học trò đây. Dạ bye đi. Bye rồi chơi chụp hình đi, chụp hình.